ơi, đây là đường Võ Tánh hướng về Lăng Cha Cả nữa chị. Sáng ngày 20 tháng 3 2017. Đi trên này chở cái cây đi bỏ mối để đi xe nước mía vậy. Tân Canh nữa vậy. Ngã tư này là quận Phú Nhuận, đây là phường 14 quận Phú Nhuận nè. Đây nhà thờ Ba Chuông Đa Minh. À, buổi sáng cái gì ha. Rồi.
tìm ở nhà của anh Jin và chị Ngọc, số 220/120 Tiên Sĩ. Rồi 220/120. Quỳnh Văn Bánh hay gì là Trương Minh Giảng và đường Tự Đức ta. Rồi qua đường đây xe lửa luôn. Sorry anh Jin và chị Ngọc nha, thì mình để ý cái phường nữa. Còn phường 10 sẽ dọn lại phường 14 nữa được. Đây nhà thờ Ba Chuông.
phải là số chẵn 210, bên tay trái là số lẻ. Trường mẫu giáo 222 là Tân Bình nè. Ok, sorry là phường 14 quận 3, anh xin là chị Ngọc ha. Rồi em sẽ quay sau cha. Bây giờ em đi quay qua nhà Phú Nhuận nha. Thank you, see you.